anh cảm nhận thế nào anh? Anh nghe theo dõi Hoàng Long em đâu chưa? Em theo dõi bên nhà mình cũng lâu rồi. Lâu rồi. Và năm ngoái năm nay thì em có điều kiện em mới mua của bên nhà mình. Và em thì mong bên nhà mình bán ở Tây Hàn nhiều hơn. Bán nhà để cho anh em có kịp trên UV để kịp theo dõi để có ai đăng ký lấy bên bác là ok. Vâng. Đâu nhà nào anh nhỉ? Lùi đi đây à? Đó lùi đi đây nhá. Bấm thẳng lùi đi nào. Đây anh em ơi, mình đã tới nhà rồi đây. Ui, nhà anh đẹp thế nhỉ? Đúng là biệt thự vườn à. Khung cảnh đẹp đấy. Đây, không gian nhà anh đây. Đây nhà mình ở đây là thôn gì anh nhỉ? Thôn Trung Cao anh. Thôn Trung Cao à? Xóm à. Chùa thôn Trung Cao. Vâng, đúng rồi. Trường Mỹ Hà Nội. Vâng, anh tên gì anh nhỉ? Em tên là Trung. À anh Trung vâng. Anh Trung lại ở xóm chùa thôn Trung Cao. Trùng hợp thế. Nhà anh đẹp thật đấy. Ủa. Đúng là không gian là tuyệt vời đấy. Chính là để hai bên này đẹp không phải treo anh ạ. Vâng. Không cần phải treo đâu. Ôi giời. Bộ bàn ghế anh hoành tráng nha. Cái gì đâu á? Đẹp đấy. Một không gian này quá lý tưởng rồi. Rồi mời các bạn đợi chút xíu nữa nha. Để mình ra chuẩn bị bốc hàng vào nha. Anh em tôi đã bốc hàng xuống xong rồi đây. Mời anh em chuẩn bị thưởng thức chiếc âm tại các phòng của anh nha. Đấy anh bỏ bình rượu ra cái chầm em để đây. Chầm để góc đấy. Ui hai bình rượu cỏ. Rồi xin chào tất cả các bạn và anh em nha, đã theo bước chân em tôi để trải nghiệm cái bộ dàn karaoke trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó là của anh Trung ở tại xóm chùa Trung Hòa, thôn Trung Hòa, Trung Mỹ, Trương Mỹ, Hà Tây. Rồi đó là bộ dàn của anh gồm một cục đẩy, đây là một cục đẩy này, GSX-1000 này, và đây là một vang số này, 8D này, đấy, và một mic 321 Pro này, một súp này. Và tiếp theo đó là một đôi ba PA-12. Rồi xin mời các bạn hãy thưởng thức chiếc âm tại các phòng anh.
Anh cảm nhận thế nào anh? À, anh theo dõi Hoàng Long em đâu chưa? Em nói bên nhà mình cũng lâu rồi. Lâu rồi. Vâng. Năm ngoái năm nay thì em có điều kiện em mới mua của bên nhà mình. Vâng. Em thì mong qua bên nhà mình bán ở Tây Hàn nhiều hơn. Vâng. Bán nhà để cho anh em có kịp trên YouTube để kịp theo dõi. Để có ai đăng ký lấy bên bác là ok. Vâng.